Thì hôm nay tôi xin báo cáo cái bài về xây dựng bảng câu hỏi hay gọi là bảng thu thập số liệu của một nghiên cứu dịch tễ học lâm sàng, chứ không phải một nghiên cứu về cộng đồng. Thì đây là một bước rất quan trọng trước khi thu thập số liệu, vì nó quyết định cái chất lượng của số liệu về sau và tất nhiên là cái chất lượng của các phân tích thống kê về sau. Bài này có hai mục tiêu chính. Mục tiêu thứ nhất là giới thiệu về cái việc xây dựng bảng câu hỏi và những cái phạm trù liên quan đến cái khía cạnh bảng câu hỏi. Và cái phần thứ hai cũng không kém gì quan trọng, đó là giới thiệu một số cái lỗi thường gặp trong xây dựng bảng câu hỏi mà chúng ta nên tránh. Thì để trả lời hai mục tiêu đó thì cái bài này sẽ chia làm ba phần khác nhau. Thì phần thứ nhất là tổng quan về bảng câu hỏi với một vài ví dụ để chúng ta hiểu cái mô hình của cái bảng câu hỏi, những hình thức khác nhau như thế nào. Thứ hai là giới thiệu các cái đề mục của bảng câu hỏi. Và cái thứ ba là trả lời mục tiêu thứ hai là giới thiệu các cái lỗi thường gặp trong xây dựng bảng câu hỏi. Thì theo lẽ thường thì chúng ta hay gọi quen với nhau là bảng câu hỏi, nhưng mà cái từ đó nó không có chính xác, tại vì về cơ bản cái một số trường huống chúng ta đâu có hỏi bệnh nhân hay chúng ta hỏi ai hết, mà chúng ta chỉ cùng dùng một tờ giấy, chúng ta ghi nhận cái thông tin lại thôi. Chúng ta ghi nhận thông tin thông qua hiện tượng, thông qua bệnh án hay thông qua các cái tài liệu xung quanh, chẳng hạn như tường trình phẫu thuật hay là video hay X-quang vân vân. Thì chúng ta nên sử dụng cái tên thuật ngữ là bảng thu thập số liệu, nó chính xác hơn. Thì về cơ bản cái bảng này nó chỉ là một cái công cụ để chúng ta có thể tập trung để lưu trữ thông tin một cách tập trung, một cách gián tiếp trước khi chúng ta đưa vào một cái sở dữ liệu để phân tích. Thì đây là nó là như vậy. Thì để thực hiện tính năng đó thì cái bảng câu hỏi cần phải có cái cấu trúc hóa. Thì cái cấu trúc hóa này có thể làm toàn phần hay cấu trúc hóa một phần, thì tùy theo cái nhu cầu đặt ra mà chúng ta có thể yêu cầu là phải tôi chỉ có một bảng hai chiều, trong đó liệt kê tất cả các cái câu hỏi, những cái biến mà chúng tôi cần thu thập số liệu, hay là chúng ta cần có một cái bảng câu hỏi đa chiều trong đó phối hợp nhiều nghiên cứu khác nhau. Có thể nghiên cứu về thuốc lá, phối hợp nghiên cứu bệnh tiểu đường, phối hợp với nghiên cứu về bệnh cao huyết áp, vân 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 vân. Thì có nhiều tác giả thể ngồi lại với nhau, thì khi đó bảng câu hỏi có chút chút là đa chiều. Thì cái hình thức này thực tế mà trong cái nghiên cứu ở mức độ là thạc sĩ thì chúng ta chỉ quan tâm ở khía cạnh là bảng câu hỏi cấu trúc hai chiều. Nhưng một khi chúng ta có những nghiên cứu đa trung tâm, phức hợp nhiều mục tiêu khác nhau, nhiều tác giả đồng tham gia, thì khi đó đặt ra nhu cầu là phải có bảng câu hỏi thiết kế đa chiều để làm sao phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Để trong một nghiên cứu mà tôi từng tiến hành thì cái bảng câu hỏi mà tôi thiết kế nó là bốn chiều, nó bốn chiều, ví dụ như là cấp độ quần thể, cấp độ gia đình, cấp độ cá nhân, cấp độ vấn đề sức khỏe vân vân. Thì đó không phải là cái mục tiêu ngày hôm nay. Cái đặc điểm thứ ba mà chúng tôi xin nói đây là liên quan đến là đặc điểm câu hỏi, bảng câu hỏi và thu thập số liệu phải phục vụ cho cái nghiên cứu định tính hay định lượng, thì nó khác nhau. Nếu trong nghiên cứu định lượng thì chúng ta hầu như chỉ quan tâm vấn đề là các thông số, chúng ta ghi nhận các cái giá trị của thông số đó, thì tính chất đơn giản, tại vì tất cả các cái thông số được xác định ngay từ đầu, được định hình ngay từ đầu. Tuy nhiên đối với nghiên cứu định tính thì cái vấn đề cái thông số nghiên cứu nó xuất hiện nảy sinh trong quá trình nghiên cứu, chứ nó không được định trước trong quá trình nghiên cứu. Và thí dụ chúng ta phỏng vấn về người dân về cái chất lượng điều trị là như thế nào, thì khi người dân đặt vấn đề chất lượng điều trị thì người dân à tôi quan tâm đến khía cạnh về văn hóa của giao tiếp, hay khía cạnh về cái đồng phục. Thì trong khía cạnh đồng phục tôi nghĩ rằng là tôi phải nghĩ là áo màu trắng rồi phải có viền xanh, và trong khía cạnh áo viền trắng viền xanh tôi nghĩ là phải có vấn đề về màu sắc hay sạch sẽ. Thành ra khi trong quá trình mà chúng ta phỏng vấn, chúng ta giao tiếp cho bệnh nhân, chúng ta hỏi một câu gì đó trong nghiên cứu định tính, thì chúng ta lại ngược lại chúng ta phát triển các ý rất rộng. Do vậy cái bảng câu hỏi mà trong nghiên cứu định tính đó, hầu như là bảng câu hỏi dạng mở, thì chúng ta hãy ghi nhận thông tin tất cả các chiều, xong đó chúng ta khi chúng ta về chúng ta mới lại gom nhóm, chúng ta phân tích, chúng ta gộp nhóm, chúng ta tóm tắt, chúng ta diễn giải. Cái đó là cái bước sau khi chúng ta thu thập số liệu. Do vậy thì tùy theo tính chất là chúng ta làm một nghiên cứu định tính định lượng mà bảng câu hỏi hay bảng thu thập số liệu có cái hình thức khác nhau. Và cái ý thứ tư là liên quan đến các hình thức. Thì thông thường chúng ta nghĩ rằng bảng thu thập số liệu là một cái tờ giấy hay là một cái máy vi tính chúng ta lưu thông tin vân vân, nhưng mà thực tế nó đa dạng hơn rất nhiều. Nó có thể là một cái máy ghi âm, nhất là những nghiên cứu định tính đi phỏng vấn
chúng ta đi phỏng vấn, ta ghi âm lại, chúng ta quay phim, chẳng hạn quay phim một cái đợt khám bệnh, một lần khám bệnh, chúng ta coi thử những cái ngôn ngữ không lời của bệnh nhân, những cái tác phong, những cái nét mặt, những cái giọng điệu, và cùng nhau phân tích trên cái video đó hay trên cái máy ghi âm đó, thì nó là công cụ, nó cũng là một hình thức của bản thu thập số liệu. Hay là bản thu thập số liệu đơn thuần là một cái bản câu, một cái tờ giấy, hay là một cái tài liệu gồm có sắp giấy, gồm nhiều cái giấy, hay là chúng ta chỉ có một cái bản phỏng vấn, nghĩa là chúng ta chỉ có những cái guideline là tôi sẽ đặt những câu hỏi A, B, C, D, E, F gì thôi, và chúng ta chỉ tìm kiếm những thông tin cần thiết gắn gai cắn vô thôi. Hoặc là chúng ta sẽ lên mạng online, à thì xin lỗi trên cái slide này thiếu, là cái lên mạng online, chúng ta kiểm tra, chúng ta có một cái bản online rồi cái gửi cho người bệnh nhân hay là cái người cần điều tra, người ta điền thông tin đó, người ta gửi lại cho chúng ta, cái đó là một hình thức online. Hoặc là chúng ta có hình thức là thông qua chẳng hạn như là điện thoại, chúng ta điện thoại cho bệnh nhân trả lời chất vấn, chúng ta có cái bản đánh dấu chéo chữ ký, vân vân. Thì đó là tất cả các hình thức khác nhau của bản câu hỏi, mà phải nói là rất là đa dạng. Thì chúng ta chỉ hướng đến cái mục tiêu chính của nó là tập hợp tất cả thông tin cần thu thập. Chúng ta thấy là tất cả các công cụ phương tiện nào phục vụ chức năng đó đều có thể được xem là bản thu thập số liệu. Và đây là một cái ví dụ đầu tiên, một cái bản câu hỏi mà tôi đã từng làm nghiên cứu tiến sĩ của tôi. Thì chúng ta thấy là nó có một hình thức rất đơn giản trên tờ giấy, như chia những đề mục khác nhau gồm có tên tiêu đề, đơn vị hỗ trợ vân vân, và tên điều tra viên, những thông tin này, thì thông tin là hành chánh vân vân. Thì đó là một cái bản câu hỏi làm trong nghiên cứu của chúng tôi. Và đây là một cái bản câu hỏi khác, một ví dụ khác của một sinh viên Y5 tiến hành nghiên cứu khảo sát tại cộng đồng về tình trạng vệ sinh thai nghén tại Củ Chi. Thì cái bản câu hỏi thì chúng ta thấy rằng nó đơn giản hơn rất nhiều, nó ít có thông tin hơn, nhưng mà nó cũng đủ các cái mục để mà thu thập thông tin, chúng ta thấy. Còn đây là một hình thức khác mà chúng ta có thể coi. Đây là một cái bản câu hỏi được thiết kế online bằng cái SurveyMonkey, là trang web mà thu phí cho những cái khảo sát trên mạng online. Thì chúng ta thấy có những cái trường thông tin cũng tương tự như vậy. Và đến trong một cái bài khác, tôi sẽ giới thiệu cách thức sử dụng cái Google Form để tạo ra bản điều tra online giống như cái chương trình này, nhưng mà hoàn toàn miễn phí. Thì nó rất là tiện lợi về tính năng online của nó. Vậy thì vừa rồi chúng ta đã thấy một số cái ví dụ về một số cái hình thức câu hỏi khác nhau, tất nhiên là nó chưa đầy đủ hết, nhưng mà đó là một cái chúng ta minh họa như vậy. Thì liên quan đến cái slide này, liên quan đến việc xây dựng bản thu thập số liệu á, thì nó có những cái hình thức để xây dựng được bản số liệu được hoàn chỉnh đó, thì chúng ta cần quan tâm những cái ý như sau. Thứ nhất là quan tâm đến cái nội dung câu hỏi. Chúng ta khi thiết hành một cái câu hỏi, mà nhất là những anh chị mà chúng ta vừa thiết kế nghiên cứu, vừa thiết kế bản câu hỏi từ số liệu, vừa thu thập số liệu và vừa phân tích đó, thì hầu như chúng ta là một người duy nhất làm tất cả các khâu. Do vậy chúng ta không quan tâm đến cái ý cái cạnh là cái nội dung quan câu hỏi, như chúng ta chỉ cứ ngắn gọn đơn giản vài cái vài 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 chữ để thấy cái ý thôi, để gợi nhớ cái ý thôi, hoặc đôi khi chúng ta để rất nhiều cái từ viết tắt, nhưng mà đó là cho chúng ta sử dụng. Nhưng mình thì đặt một tình huống khác, nếu chúng ta đang làm cho một cái nghiên cứu lớn đa ekip gồm có nhiều người, chúng ta là cái người quản lý cái chương trình nghiên cứu đó, thì các cái người thực thi việc thu thập số liệu á, đôi khi không phải là người tham gia trực tiếp trong quá trình xây dựng bản câu hỏi, bản thu thập số liệu. Do vậy người ta không có hiểu cái ý, nếu chúng ta viết tắt, chúng ta viết quá ngắn, chúng ta viết không rõ ràng thì dễ dàng gây cái sự nhầm lẫn trong quá trình triển khai thu thập số liệu. Ví dụ chẳng hạn như là có người nói là tôi muốn khảo sát thử coi bệnh nhân có hội chứng tiền đình hay không, ví dụ như vậy, một câu rất đơn giản. Thì người người khảo sát, người ta sẽ đi xuống hỏi bệnh nhân cái hội chứng tiền đình nó sẽ khác với là hội chứng chóng mặt đơn giản, để chóng mặt chưa chắc là chứng tiền đình, nhưng mà hoặc là hội hội cơn choáng thoáng qua, ví dụ như vậy, nó không phải là hội chứng tiền đình. Thì các cái nội dung nó không tương đương nhau, nhưng mà nếu mà cái câu hỏi nó không rõ ràng thì cái người đặt câu hỏi đó cho bệnh nhân cũng không được hiểu rõ ràng, dẫn đến cái chuyện là người bệnh nhân, cái người được khai thác thông tin đó sẽ không được trả lời chính xác, dẫn đến thông tin chúng ta dễ bị sai số, sai lệch. Cái đó là một cái phải đặt cái vấn đề trước. Cũng như là chúng ta thiết kế bản thu thập số liệu dành cho người nghiên cứu hay cho dành cho cái người được phỏng vấn, người dân. Cái đó là đầu tiên. Cái thứ hai là ý thứ hai chúng ta cần quan tâm là câu hỏi gì và tự nhiên như thế nào. Ta hỏi câu hỏi gì? Chúng ta một câu hỏi chúng ta phải xác định rõ là câu hỏi có tính định tính hay định lượng, câu hỏi đóng hay câu hỏi mở, và cái ngôn ngữ sử dụng đó là ngôn ngữ như thế nào, cái phù hợp trong cái bối cảnh đó.
Rồi là câu hỏi đóng câu hỏi mở, tôi xin nhảy qua cái ý thứ ba. Có những vấn đề, thí dụ trong những huống là khi chúng ta đặt một cái câu hỏi mà cái lượng thông tin, cái khả năng thông tin được trả lời nó cố định, nó khép kín trong một cái, nó được khép kín hết, chúng ta dự trù hết tất cả các khả năng xảy ra của tình huống đó, thì chúng ta sử dụng câu hỏi đóng. Tôi thí dụ, chẳng hạn như chúng ta hỏi là trình độ học vấn của bệnh nhân là như thế nào, thì cái trình độ học vấn ta biết rõ ràng chỉ từ có thể là đơn giản là từ mẫu giáo lớp 1, lớp 2, lớp 3 cho đến lớp 12, đại học, sau đại học, vân 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 vân. Hoặc là chúng ta có thể đơn giản hơn là gộp nhóm lại là tiểu học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, phổ thông cơ sở, phổ thông trung học, rồi đại học, rồi trung cấp, vân vân. Thì cái đó là chúng ta lựa dự trù hết tất cả các bối cảnh, các tình huống khả năng có được của cái đáp án liên quan đến cái câu hỏi chúng ta, thì chúng ta sử dụng hình thức câu hỏi đóng. Ví dụ chẳng hạn như là giới tính đi, một cái đơn giản hơn, nam nữ, à chúng ta biết là chỉ có nam có nữ chứ không có tình huống nào nó xảy ra ngoài cái đó hết, thì chúng ta dùng câu hỏi đóng. Tuy nhiên đối với những tình huống mà chúng ta không biết được rằng câu trả lời sẽ nằm trong cái giới hạn nào, thì khi đó chúng ta phải buộc lòng phải dùng câu hỏi mở. Tôi thí dụ tôi muốn hỏi về bệnh nhân nghĩ như thế nào, cái kiến thức bệnh nhân như thế nào về cái bệnh nhồi máu não, thì cái kiến thức bệnh nhân như thế nào là một cái phạm trù rất là rộng, người có người là có người biết, có người không biết, có người có trình độ học vấn tương đối cao, có tham khảo tài liệu, hoặc là người không có biết gì hết, chưa bao giờ tham khảo tài liệu, thì cái câu trả lời đôi khi nó là chủ ý kiến chủ quan, ý kiến khách quan, rồi nhiều khi cảm tưởng vân vân, nó rộng rất là rộng, chúng ta không dự trù hết tất cả tình huống, thì khi đó chúng ta phải sử dụng câu hỏi mở. Một hình thức khác là một hình thức là thí dụ như là chúng ta có thể dự trù hết tất cả những tình huống xảy ra đối với câu hỏi đó, tuy nhiên nó quá nhiều mà chúng ta không thể nào liệt kê trên cái phạm vi một cái trang giấy. Tôi thí dụ như là thành phố, tỉnh thành phố mà bệnh nhân lưu trú lưu lưu trú lưu trú xin lỗi, thì chúng ta biết có 52 tỉnh thành đã biết hết, nhưng mà giờ liệt kê hết cả tổng cộng 52 tỉnh thành lên tờ giấy đó, thì chúng ta mất hết hai trang giấy, thì cái điều đó là nó không khả thi. Chúng ta cần là bệnh nhân khai thác, chúng ta dịch, chúng ta mã lại sao, thì khi đó chúng ta cũng sử dụng cần được câu hỏi mở. Nghĩa là câu hỏi mở không có nghĩa là câu hỏi mà dở, mà là câu hỏi mở là cái câu hỏi nó tương ứng với cái bối cảnh chúng ta cần sử dụng. Cái đó là cái ý thứ ba. Cái ý thứ tư là cái vị trí câu hỏi. À, tôi nói thí dụ cái vị trí câu hỏi cũng rất quan trọng. Liên quan một số câu hỏi có tính chất là khó, tế nhị, thì đôi khi chúng ta đừng đặt câu hỏi đầu tiên hoặc là cuối buổi phỏng vấn. Tôi thí dụ chẳng hạn như chúng ta đang phỏng vấn về khía cạnh là sử dụng cái thuốc kích thích gây nghiện đi, thì nếu chúng ta câu hỏi là anh chị có sử dụng cái thuốc kích thích gây nghiện không, thì khi đó khi đặt hỏi đó là lập tức cái người được phỏng vấn sẽ bị đưa vào cái thế là tự vệ, họ sẽ không dễ dàng trả lời. Thì tất nhiên cái câu hỏi đó họ không dễ dàng trả lời, nhưng mà cái tâm lý đó vẫn còn tồn tại, sẽ đưa đến chuyện là họ sẽ không sẵn sàng trả lời những câu hỏi khác, ví dụ như là trình độ học vấn, rồi thói quen, nguy cơ vân vân, hay là thậm chí đến nữa là tên tuổi, người ta không trả lời luôn, làm cho cái việc là cái việc hỏi khảo sát chúng ta không được hiệu quả. Do vậy chúng ta đặt những câu hỏi với tính chất là tế nhị, khó, hạn như vấn đề gia đình, vấn đề tình dục vân vân, đặt cuối cái buổi phỏng vấn, thì cái điều nó chỉ là việc bố trí câu hỏi khác nhau thôi, chứ còn cái việc phân tích thì đó là chúng ta làm, cái gì nó không có vấn đề gì cả. Nhưng mà ở đây là bố trí câu hỏi sao cho nó phù hợp với cái tình huống như vậy. Ngoài ra còn một cái lý do khác mà cái việc bố trí câu hỏi nó quan trọng. Tôi thí dụ có những câu hỏi mà chúng ta không phục vụ vì cái mục tiêu á, là lấy thông tin, mà phục vụ là chỉ kiểm tra cái tính chất chính xác của thông tin. Tôi thí dụ trong câu hỏi chúng ta đặt vấn đề thu nhập, thu nhập của chị là bao nhiêu tháng, tôi thí dụ như vậy, mình cái tục phỏng vấn trả lời tôi có thu nhập là khoảng 5 triệu này. Nhưng mà mình nếu như mình chỉ hỏi như vậy không, đôi khi chúng ta không hiểu được là ý cái câu hỏi, cái chất lượng thông tin nó chính xác hay không, thì chúng ta có thể dùng một cái là chúng ta dùng một cái câu hỏi khác cũng có nội dung gần gần giống như vậy, đặt ở cuối bản cuộc phỏng vấn, hoặc là ta lặp lại nguyên si luôn câu hỏi đó vào cuối phỏng vấn, có nghĩa lặp lại câu hỏi hai lần một cách dụng ý vào cuối phỏng vấn để chúng ta kiểm tra thử thông tin có chính xác hay không. Nếu lần thứ hai ta kiểm tra, ta hỏi lần thứ hai ta hỏi là thu nhập của anh chị khoảng bao nhiêu tháng,
người phỏng vấn trả lời tôi 5 triệu một tháng, thì rõ ràng khi đó chúng ta khi chúng ta phân tích, chúng ta sẽ thấy rằng tất cả những cái thông tin, cái câu câu hỏi đó đã thông tin là chính xác, thì tất cả những cái câu thông tin của những câu hỏi khác thì chừng mực nào đó cái giá trị nó tương đối là chính xác. Còn nếu mà cái lần thứ hai ta hỏi là cái thu nhập cái còn xuống còn 3 triệu, thì cái 3 triệu với 5 triệu hai cái nó chật nhau, thì chúng ta thấy rằng là rõ ràng cái chất lượng của bản câu hỏi, thậm chí là chất lượng của cái buổi phỏng vấn đó đã không được đảm bảo, thì cái vị trí câu hỏi cũng rất là quan trọng trong cái bức đó. Liên quan đến cái cấu trúc thông tin cần thu thập á, thì ở đây là cần đầy đủ. Cái đầy đủ đây á, nó không thể nào diễn giải bằng một vài cái dòng được, tại vì cái đầy đủ đây có nghĩa là nhiều quá cũng không được mà ít quá cũng không xong. Tôi thí dụ, nếu chúng ta làm một nguồn lực, chúng ta làm một nghiên cứu là với tính cách là trong khuôn khổ đề tài thạc sĩ, mà thực sự nguồn lực chỉ là của cá nhân, thì chúng ta tự trang trải kinh phí, thu thập số liệu, làm việc, vân vân, thì cái nguồn lực này vừa phải là thời gian, con người, tiền bạc. Thời gian là quan trọng nhất. Ví dụ như chúng ta chỉ có thời gian là khoảng có 6 tháng đến 1 năm để làm nghiên cứu, thì không thể nào chúng ta làm nghiên cứu tiền cứu trong vòng 10 năm được. Cái điều đó là không khả thi. Thì đó là thì ra chúng ta sẽ không thể thu thập thông tin một cách đầy đủ được. Thì bây giờ cái đầy đủ đây là không được nhiều quá để nó vượt quá cái năng lực của thông tin, ví dụ như năng lực của cá nhân. Ví dụ như là chúng ta làm 10 trang giấy thông tin, sức đâu mà chúng ta có thể thu thập thông tin đó trên bình án, mà thực tế nó cũng không bình án nào có thể cung cấp thông tin chúng ta mà tất cả các nội dung trong vòng 10 trang được. Thì đó là không được nhiều quá. Không được ít quá là như sau. Tôi thí dụ các anh chị làm một cái nghiên cứu về có gì đó vân vân về vấn đề hút thuốc lá đi, thì các anh chị có khai thác thông tin về hút thuốc lá đồng ý. Tuy nhiên trong quá trình mà thiết kế bản câu hỏi, thiết kế nghiên cứu, chúng ta quên đi vấn đề là yếu tố cạnh gia đình, cái cụ thể hơn là cái việc là số lượng thuốc lá, số lượng điếu thuốc lá hút trong ngày, thì chúng ta không nghĩ đến vấn đề đó, dẫn đến cái việc là khi chúng ta thu thập số liệu chúng ta thiếu mất cái biến đó. Và tất nhiên là thiếu thiếu biến đó thì quá trình phân tích gặp rất nhiều khó khăn, rất nhiều khó khăn, tại vì thiếu cái biến đó là chúng ta sẽ không đánh giá được cái lượng hút thuốc lá trong ngày, trong khi cái lượng hút thuốc lá trong ngày là cái yếu tố quyết định cho cái vấn đề tiên lượng hay vấn đề tương quan giữa yếu tố thuốc thuốc lá và những cái bệnh lý chẳng hạn như về phổi, về COPD, về tim mạch vân vân, chứ không phải là hút hay không hút. Một người hút một điếu và một người hút hai gói một ngày là hoàn toàn khác nhau mặt tiên lượng. Thì nếu chúng ta không có biến số lượng thì cái thống kê sẽ rất là yếu. Thì cái đây một phạm trù khác, coi như là không được thiếu. Theo theo ý kiến của tôi thì chúng ta nên thiết kế cái nghiên cứu ngay từ đầu phải cẩn thận, phải dự toán hết tất cả những tình huống xảy ra để chúng ta có thể khai thác thông tin. Và nếu mà chúng ta thấy là chúng ta chưa có thể dự toán hết tất cả các tình huống xảy ra, thì tôi nghĩ rằng nên bổ sung thêm, làm dư cái chút xíu, cứ lấy thông tin đi, chúng ta chỉ mất thêm một vài dòng ở trên cái trang giấy, trên bảng tổng số liệu của chúng ta thôi. Chúng ta có thể bố có thêm 4-5 cái thông tin khác nhau, từ 4-5 thông tin khác nhau đó chúng ta có thể phát triển rất nhiều cái phân tích khác nhau và trả lời những mục tiêu nhiều lắm. Chứ để tránh trường hợp chúng ta là khi đã tập hết tất cả các cái mẫu mà lại thiếu mất một thông tin hay hai thông tin, mà vô cùng quay ngược lại lục lại hồ sơ hoặc là liên lạc lại bệnh nhân, thì điều đó là rất là tốn kém, đội chi phí lên gấp 2 lần. Ở đó là nói như vậy. Tôi muốn minh chứng một cái ví dụ như sau. Đã có một trường hợp là một bệnh nhân, một cái xin lỗi, một cái đồng nghiệp chúng ta đã làm một cái nghiên cứu về tính giá thử cái tiên lượng tử vong của bệnh nhân sau cái nhồi máu cơ tim, nhưng mà đồng nghiệp chúng ta lại quên mất cái biến là cái thời điểm tử vong sau khi nhồi máu cơ tim. Thì tất nhiên nếu thiếu thời điểm đó thì chúng ta thiếu mất thông số quan trọng để tiến hành làm cái phân tích cốc, hậu quy cốc. Hậu quy cốc là hậu quy sống còn, thì thiếu cái biến thời gian là rõ ràng thì không làm cái hội quy cốc được, và tất nhiên là cái nghiên cứu nó buộc lòng phải bỏ luôn nguyên cái mục tiêu quan trọng nhất của nghiên cứu là đánh giá tiên lượng sống còn của các yếu tố lâm sàng, và buộc lòng phải thu gọn lại dưới dạng nghiên cứu là mô tả các trường hợp. Thì đó là cái rất dở, chúng ta thiếu một biến duy nhất thôi mà làm mất hết toàn bộ cái giá trị của nghiên cứu. Để tránh những cái lỗi đó, tránh những sai sót đó, thì cái trước đây các sách vở cũng đều khuyên chúng ta nên thử nghiệm trước, chúng ta nên thu thập số liệu bằng một bản câu hỏi pretest trước, chạy pilot trước,
để coi thử nó có đúng hay không, tốt hay không. Nếu không tốt chúng ta trình bày hình thức lại, rồi chúng ta thử phân tích số liệu đó với khoảng 10-20k thôi, coi thử như thế nào. Nếu có vấn đề chúng ta sẽ viết trả lời bằng câu hỏi. Thì đó là những cái ý, mặc dù nó đơn giản, nó nhỏ, cái chi tiết nhỏ 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 nhặt như vậy, nhưng mà nó quyết định đến cái chất lượng mà câu hỏi của tòa và cái chất lượng của nghiên cứu về sau của chúng ta. Thì phần này thì tôi giới thiệu các dạng câu hỏi khác nhau. Đây là một dạng câu hỏi lấy thông tin, chúng ta thấy là chẳng hạn như họ tên, chúng ta đơn thuần lấy điền thông tin vào trong cái bảng này, mục này. Thì thông tin ở đây có thể là biến định tính hoặc định lượng thì được hết trơn. Định tính thì định danh thì ghi tên, còn định lượng thì ghi. Còn đây là hình thức khác mà lấy dạng thông tin dạng về số lượng nhiều. Tôi ví dụ chẳng hạn người ta muốn lấy yếu tố gì, là kết quả đánh giá siêu âm của bệnh nhân, siêu âm thường, siêu âm tổng quát, thì kết quả đánh giá như thế nào, thì chúng ta liệt kê, chúng ta ghi hết tất cả những thông tin đánh giá của bác sĩ siêu âm vào trong này, cái này hơn. Rồi sau đó chúng ta sẽ về phân tích sau. Thì đây là một hình thức khác dùng để lấy một cái bảng câu hỏi có nhiều cái lựa chọn khác nhau, thì chúng ta lựa chọn một trong cái ý đó. Ví dụ trường hợp giới tính thì chúng ta lựa chọn nam hoặc nữ, đây gọi là biến định danh có không, hoặc là tên hay là tỉnh thành gì đó, vân vân. Còn đây là tình huống khác của một cái hình thức tương tự nhưng mà có nhiều lựa chọn hơn, như trình độ học vấn, thì chúng ta lựa chọn một trong các cái tình huống xảy ra, thì biến này cũng gọi là biến định danh. Còn đây là một hình thức khác, có câu hỏi có nhiều lựa chọn cùng lúc. Đó có nghĩa là thì là câu hỏi là món ăn gì anh chị thích dùng trong ngày, món kho, món canh, món xào, vân vân, và tôi có thể lựa chọn cùng lúc nhiều cái lựa chọn khác nhau. Thì cái hình thức này á, thì thực lòng mà nói đó, nó là hình thức ghép của nhiều câu hỏi có không, nghĩa là đây là chính là 6 câu hỏi, có thích món kho hay không, có thích món canh hay không, có thích món xào hay không, thì nó ghép nhiều câu hỏi với nhau thành một câu hỏi. Và trong nghiên cứu đó, thì chúng ta có thể trình bày trên bản tập số liệu dạng giấy hình thức này, nhưng mà tuyệt đối khi mà nhập vào trong tính đó, chúng ta không thể nhập chung với tất cả là thành biến được, phải tách nó ra làm 6 biến, thì bản chất của nó là chính là 6 câu hỏi khác nhau. Thì phải tách ra thành 6 biến khác nhau có không. Thì đây tôi sẽ quay lại cái ghi chú này trong khi mà thiết lập cái bảng câu hỏi trên cái Google Form. Và đây là một hình thức câu hỏi khác. Thì câu hỏi này có tính chất là lượng giá, có tính tương đối liên tục. Tôi ví dụ cho trường hợp là mức độ hài lòng của chăm sóc điều dưỡng, về đời chăm sóc điều dưỡng, thì chúng ta quy định thang điểm từ từ 1 đến 10, thì 1 thì thấp và 10 là cao nhất. Tuy nhiên tôi nói là tính chất tương đối liên tục, lý do là chúng ta một trường hợp là nó cũng tính chất định quãng hơn là liên tục, nhưng mà định quãng tương đối đồng đều. Ví dụ như chúng ta có 1, 2, 3, 4, 5, nhưng chúng ta không có là 4 điểm rưỡi hay 3 điểm rưỡi, thì đó là hạn chế của cái thang điểm phía trên. Để khắc phục cái tính mà định quãng này thì tôi giới thiệu cái thang điểm phía dưới. Chúng ta thấy đây là cái thang liên tục, nó không có con số, mà trong đó chỉ có đỉnh, điểm cuối và điểm đầu. Thì sau đó thì khi đánh giá thì bệnh nhân sẽ đánh dấu chéo lên trên cái thang này. Thì khi này thì cái tính chất nó liên tục, tại vì nó không có định quãng được, và chúng ta có những số lẻ chẳng hạn như là 5,21, 5,31 gì đó, vân vân, thì chúng ta sẽ đánh giá chính xác hơn. Đối với một số câu hỏi thu thập thông tin mà có tính chất là không có thể giới hạn được cái tình huống trả lời, thí dụ như là anh chị bị đau chỗ nào, thì đau có thể đau mắt, đau mũi, đau tai, đau họng, đau cổ, đau lưng, quá nhiều tình huống xảy ra, thì chúng ta để dạng câu hỏi mở, nhưng mà không thể mở hoàn toàn, mà mở có tính chất định hướng. Thì muốn để mở với chất định hướng thì chúng ta sẽ sử dụng những cái hình thức gợi ý. Ví dụ như trên đây là hình thức một cái hình nộm gợi ý những cái tạng có triệu chứng liên quan. Cái này là để cung cấp đáp án. Ví dụ như là ở đây thì chúng ta có tim, dạ dày, vân vân, thì cái lợi điểm của nó là cho chúng ta một chừng một nào đó chúng ta chuẩn hóa thông tin, mặc dù là câu hỏi mở nhưng mà thông tin được chuẩn hóa sẽ dễ dàng mã hóa về sau. Thứ hai là nó giúp chúng ta gợi ý thông tin, nhiều khi người ta không nhớ, người ta không không để ý, nhưng mà thông qua cái hình ảnh này người ta nhớ, người ta cung cấp thông tin được chính xác hơn. Cái khuyết điểm của nó thì nó làm cho bị sai lệch, tại quá thu thập quá nhiều thông tin. Điều đó có nghĩa rằng là người ta thấy thông tin, người ta nêu thông tin ra
đôi khi trong quá khứ thực sự người ta không có, ví dụ như nói là trong tuần lễ qua anh chị có vấn đề gì gì đó không, thì họ nhìn cái hình này à tôi có bị đau tai, nhưng mà cái đau tai này nó xảy ra trước khi cái thời điểm nghiên cứu, thành ra bị sai lệch thông tin. Và như vậy là chúng ta đã có qua những hình thức câu hỏi khác nhau. Thì đây thì tôi xin báo cáo là các cái lỗi thường gặp liên quan đến bản câu hỏi. Cái lỗi thường gặp đầu tiên là tính chất đầy đủ của câu hỏi, tính chất đầy đủ câu hỏi. Thì ví dụ như là chúng ta làm một cái bản câu hỏi, chúng ta có phân tích hoạt bệnh, nhưng mà trong các yếu tố thu thập chúng ta không tập trung giới tính. Mặc dù chúng ta biết rằng là giới tính là một yếu tố tiên lượng rất quan trọng. Tôi thí dụ như là trong cái bệnh về cao huyết áp ở giới nam với nữ thì rõ ràng là cái mặt tính chất nào độ nặng bệnh nó khác nhau hoàn toàn. Hoặc là trong vấn đề là liên quan đến các cái thói quen nguy cơ thì hút thuốc lá ví dụ như vậy, thì giới tính là một trong những yếu tố cần phải phân tích, cần phải gọi là yếu tố gây nhiễu mà chúng ta sẽ bàn về sau. Thành ra giới tính buộc lòng phải có trong các phân tích đó để chúng ta loại trừ những cái tính chất gây nhiễu, để chúng ta có thể cô đọng làm mạnh hơn cái thống kê. Một tình huống khác là chúng ta đo thân nhiệt nhưng mà thiếu thời điểm đo, rõ ràng thời điểm đo buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều thì nó khác nhau, và khác nhau này nó tính chất là động theo chu kỳ thời gian ngày. Chúng ta thiếu mất thông tin thời điểm đo thì rõ ràng sẽ mất rất nhiều thông tin. Một tình huống khác là chúng ta cho dùng thuốc nhưng mà không biết số lượng, à, để điều trị đái tháo đường bằng metformin ví dụ như vậy mà không không rõ là cái liều bao nhiêu, à, 500 hay 1.000 hay là 1.500 vân vân. Rồi việc chăm sóc vết thương mà lại không có thông tin về cái bệnh lý gây ra vết thương nó, ví dụ như vết thương lở lét cái chân do chấn thương hay do bệnh lý mạch máu, thì tích mạch máu hay do bệnh lý tiểu đường hay do bệnh lý thần kinh vân vân. Rất quan trọng là những thông tin giúp chúng ta biết được là cái tình trạng vết thương đó có thể tiên lượng là hết nhanh hay không nhanh. Tuy nhiên trong cái một số nghiên cứu lại ghi thiếu thông tin, do vậy dẫn đến vấn đề phân tích rất khó khăn. Thì bệnh tiểu đường lại có thiếu thông tin chẩn đoán bệnh tiểu đường, ví dụ như vậy chẩn đoán trong quá khứ nhưng mà yếu tố đánh giá được với thời điểm hiện tại, mà những thông tin để củng cố chẩn đoán hiện tại thời điểm hiện tại lại không có, và những cái thông tin rất là thiếu. Và trên slide này có tôi sẽ ghi thiếu trường hợp, ví dụ như là chúng ta chẩn đoán bệnh sốt xuất huyết nhưng mà thiếu mất đó là các thông số về tiểu cầu, về thông số về HB hemoglobin, và thông số về xuất huyết dưới da, thông số về test nhanh ELISA của cái kháng thể của con đen, vân vân và vân vân. Và đây là cái lỗi thứ hai là cái câu hỏi quá phức tạp, không hiểu được. Minh họa bằng câu hỏi như sau: theo anh chị thì trình độ chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phân loại nhóm bệnh của khối điều dưỡng thuộc loại trình độ trung cấp có tương đương khối điều dưỡng khác hay không? Thì cái câu hỏi quá dài, chúng ta không biết là ý của cái tác giả muốn hỏi là ở chỗ nào. Thì đó là một cái lỗi mà tôi nghĩ là cũng rất là thường gặp. Nhưng mà trong nghiên cứu mà dịch tễ học lâm sàng, và thường thường những số liệu dạng là trên những cái ghi nhận thông tin ABC gì đó trên cái bảng đáp án, hay là những câu hỏi rất ngắn gọn. Chứ còn tình huống này á, thì thường là chọc trong tình huống những nghiên cứu định định tính. Một lỗi khác trong thiết kế bản câu hỏi là cái dễ hiểu, và hỏi muốn hỏi cái gì. Ví dụ như là câu hỏi này có hai ý: theo anh chị là việc chăm sóc và trang phục của điều dưỡng là tốt hay chưa? Thì khi nếu bệnh nhân trả lời là tốt thì chúng ta cũng không biết là tốt của việc chăm sóc hay là tốt của trang phục hay là tốt cả hai. Còn nếu nó không tốt thì không tốt của cái nào, chúng ta không biết được, chúng ta gom chung lại tất cả, thành ra chúng ta không phân tích về sao được. Nói như vậy nhưng mà không phải là lỗi này hiếm gặp. Tôi từng biết có một cái nghiên cứu tính chất quốc gia, kinh phí được rót ra bởi nhà nước để tiến hành làm nghiên cứu về cái khảo sát về cái sự phân biệt đối xử hay là sự ngược đãi người già trong chăm sóc tại gia đình như thế nào. Thì mặc dù nghiên cứu quốc gia nhưng mà thiết kế nghiên cứu bởi các tác giả lớn, nhưng mà khi mà cái câu hỏi được đưa ra cũng là hai ý: anh chị nghĩ như thế nào về cái chất lượng, cái ngược đãi người già trong chăm sóc tại gia đình như thế nào, và nó tính chất như thế nào. Thì khi đó cái câu hỏi khi trả về thì cái kết quả rất là mơ hồ. Có trả lời là tôi thấy là có người ấy, có người trả lời là tôi thấy là ngược đãi ở khía cạnh tâm lý hay ngược đãi khía cạnh vật chất, hay có người nói là tôi cho rằng như vậy. Nghĩa là cái câu hỏi nó mơ hồ, thành người ta trả lời rất mơ hồ, và kết quả dẫn đến việc đó là cái người nghiên cứu, người phân tích đứng trước số liệu đó thì không biết phân tích như thế nào hết.
Thì cái lỗi đó mặc dù thấy rất đơn giản nhưng mà đôi khi cũng xảy ra trong thực tế. Cũng nằm trong cái nhóm vấn đề về dễ hiểu của câu hỏi thì tình huống là chúng ta sử dụng cái câu từ nó tương đối phức tạp. Theo anh chị thì bệnh viêm nội tâm mạc có nguy hiểm hay không? Thì cái ngôn từ này đối với nếu như chúng ta là cái người trả lời câu hỏi là người nhân viên y tế thì chúng ta dễ dàng trả lời lắm. Tại vì chúng ta hiểu được cái từ viêm nội tâm mạc có ý nghĩa gì. Như hãy tưởng tượng đứng về khía cạnh bệnh nhân thì bệnh nhân chưa hiểu được thuật ngữ nó là cái gì thì làm sao họ có thể trả lời cung cấp thông tin chúng ta được chính xác. Do vậy chúng ta cần phải lựa chọn cái ngôn ngữ cho phù hợp với đối tượng chúng ta phỏng vấn. Thì đó là cái lỗi nằm trong nhóm dễ hiểu. Trên slide là một cái lỗi khác liên quan đến cái thang điểm đánh giá. Theo anh chị thì vệ sinh khoa được bao nhiêu điểm? Thì câu hỏi nhẹ dễ đơn giản như vậy nhưng khi áp dụng thực tế nó muôn vàn. Có người cho 7 điểm, có người cho 70 điểm, có người cho 90 điểm, có người cho 8 điểm. Thì đối với 90 điểm ta dễ hiểu, à có lẽ là thang điểm 100 cho 80 điểm, 90 điểm. Nhưng nếu một người cho 7 điểm thì không biết người ta cho 7 điểm trên thang điểm là 10 điểm hay là trên thang điểm 100 điểm. Thì cái đó là một câu hỏi lớn. Do vậy chúng ta cần phải xác định rõ như tôi nói là trong cái phần đầu tiên khi xin xác định thang điểm chúng ta rẽ thẳng thẳng chúng ta cho trình bày thẳng một cái thang ra người ta đánh dấu chéo trên đó chứ chúng ta nếu trong một cái ô trống này thì rất là mơ hồ là không định được cái ngưỡng cho như thế nào. Cũng nằm trong cái nhóm là thang đánh giá cụ thể thì đây là một câu hỏi với tính chất là định tính. Theo anh chị thì chất lượng chuyên môn điều dưỡng như thế nào? Tình huống đặt ra là chúng ta có ba câu hỏi trả lời về ha, trả lời về có người trả lời là tốt, có người là hơi tốt, có người cũng là cũng tốt, rất tốt. Thì theo các anh chị thì chúng ta coi cái tốt, hơi tốt, cũng tốt đó cùng chung một nhóm hay là ba nhóm khác nhau? Nếu phân tích ba nhóm khác nhau thì khi chúng ta phân tích là cái nào hơn cái nào, tốt, hơi hơi tốt, cũng tốt, là cái nào hơn cái nào, chúng ta thấy là rõ ràng là cái câu hỏi trả trả lời về nó rất là đa dạng do chúng ta không xác định rõ cái ngưỡng đánh giá. Thì trong tình huống này nếu là tính chất là định tính thì chúng ta có thể huy là bốn năm khoảng gì đó, tốt, kém, trung bình, rất tốt, vân vân gì đó để cho người ta có thể đánh dấu chéo vào thì nó đơn giản hơn rất nhiều trong trường hợp này nếu so với để câu hỏi mở. Về tính chất biến cũng là một cái lỗi gặp bạn câu hỏi. Chúng ta phải phân định rõ là chúng ta dùng biến định tính hình lượng. Ví dụ câu hỏi tiền căn bệnh của anh chị thì chúng ta dùng thường định tính không có không thì nếu chúng ta không liệt kê rõ ra mà chúng ta để dạng là câu hỏi mở thì người ta hay cao huyết áp tiểu đường, có người nói cao huyết áp, có người tiểu đường thì máy vi tính nó sẽ không phân biệt được tình huống nào là tình huống nào. Thí dụ trong trường hợp này hỏi máy tính là có bao nhiêu bệnh nhân bị cao huyết áp thì máy sẽ trả lời là có một bệnh nhân cao huyết áp. Có bao nhiêu bệnh nhân bị tiểu đường thì máy sẽ trả lời là có một bệnh nhân bị tiểu đường. Còn có bao nhiêu trường hợp bệnh nhân bị cao huyết áp tiểu đường thì máy sẽ trả lời là có một trường hợp bị cao huyết áp và tiểu đường. Thì cái điều này là do lỗi chúng ta không định rõ ngay từ đầu. Thì máy tính nó không có năng lực phân tích cái thông tin đâu. Nó chỉ phân tích cái thông tin dưới dạng mã hóa để máy nó hiểu được. Chứ còn nếu mà viết cái dạng câu chữ thì máy sẽ không hiểu được. Thì cái lỗi khác là trùng lặp ý. Cái lỗi này thì chẳng hạn chúng ta có hai câu hỏi cùng một ý thì khi chúng đến quá trình phân tích đó, chúng ta sẽ không biết được là cái ý nào là ý chính, ý nào là cái ý cần phân tích. Ví dụ như là giá trình dịch vụ có cao quá hay không, anh chị có hài lòng với giá dịch vụ hay không. Người ta trả lời lúc việc trả lời là có, lúc trả lời là không, chúng ta sẽ rất là khó phân định. Thà rằng chúng ta tập trung vào tất cả thành một câu hỏi và có nhiều cái gọi là cái hình thức hỏi khác nhau để dễ dàng cho bệnh nhân trả lời, nhưng mà chúng ta tách làm hai câu hỏi khác nhau thì sẽ rất khó biết thông tin nào thông tin chính thông tin phụ. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, có nghĩa là ngoại lệ trong trường hợp chúng ta có dụng ý hỏi hai lần để kiểm tra cái chất lượng thông tin như thế nào thì khi đó chúng ta sẽ sử dụng hai câu hỏi trùng ý. Nhưng mà trong đa phần các trường hợp nếu chúng ta không có dụng ý là kiểm tra thì nên chỉ hỏi một câu thôi và nên mở mặt thêm là có nhiều hình thức thông tin khác nhau. Thì rõ ràng một cái điểm khuyết có thể là cái dụng ý. Chúng ta dùng ý muốn làm như vậy để trở thành cái để kiểm tra vấn đề gì đó như cái tình huống là chúng ta cho hai câu hỏi lặp lại để mà kiểm tra tính chất toàn vẹn của thông tin, cái tính chất mà đảm bảo của thông tin. Thì đây cũng như vậy, đối với trường hợp mà câu hỏi rẽ nhánh, chẽ nhánh là câu hỏi rất thường sử dụng trong cái nghiên cứu đa trung tâm, sử dụng nghiên cứu đa mục tiêu thì có thể sử dụng mà chẽ nhánh, chẳng hạn như cao huyết áp thì chẽ nhánh đến trang số 7, có tiểu đường thì chẽ nhánh đến vân vân và vân vân.
Thì nhưng mà ngược lại, nếu như một cái nghiên cứu đơn giản, đơn thuần một mục tiêu mà chúng ta sử dụng hình thức giải nhánh quá nhiều thì dễ dàng gây sự lẫn lộn thông tin. Người ta sẽ trả lời sót thông tin hoặc là trả lời dư thông tin không cần thiết. Thì cái đó là nên hạn chế, nhất là những nghiên cứu mà chỉ có một mục tiêu duy nhất. Một lỗi khác là chúng ta hỏi quá lan man. Lỗi này thì thông thường chúng ta không có trong các cái câu hỏi, bài câu hỏi khảo sát dịch tễ về vấn đề lâm sàng nào, mà chủ phục vụ trong gặp trong cái trường hợp là chúng ta thiết kế mục tiêu nghiên cứu là thiết kế một câu hỏi lượng giá. Ví dụ như là thiết kế câu hỏi về chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, hay thiết kế bài câu hỏi về chất lượng điều trị vân vân. Thì khi đó mục tiêu của nghiên cứu là có được bản câu hỏi, chứ không phải là mục tiêu nghiên cứu là có được cái thông tin về chất lượng. Thì mục tiêu nghiên cứu trong bối cảnh này là chúng ta làm sao thiết kế được một bản câu hỏi ngắn gọn nhất có thể nhưng mà chính xác nhất có thể. Thì khi đó chúng ta sẽ làm sao đưa những cái thông tin là phục vụ chung một cái mục tiêu là lượng giá một cái chỉ số nào đó, chứ chúng ta không phải là đang lượng giá về cái chất lượng điều trị. Chúng ta đặt câu hỏi về cái cuộc sống bệnh nhân như thế nào, đặt câu hỏi về cái kinh tế bệnh nhân như thế nào, đặt câu hỏi về cái bối cảnh xã hội như thế nào, nó không liên quan, nó quá lan man. Thì chúng ta buộc lòng phải nói là chúng tôi quan tâm khía cạnh chất lượng điều trị, thì chúng ta định nghĩa gọi là khía cạnh điều trị gồm có mấy yếu tố, và chúng ta mỗi yếu tố chúng ta dùng ba bốn câu hỏi để lượng giá. Thì khi đó tất cả câu hỏi có tính chất là tập trung lại hướng đến một cái thông số cần phải nghiên cứu. Thì đâu khi chúng ta chưa có tiêu chí thì chúng ta sẽ làm rất lan man. Ngoài ra còn có thể có những cái lỗi khác nhưng mà có tính chất hiếm gặp hơn, ít thông dụng hơn, thành ra tôi không báo cáo ở đây. Nhưng mà trong quá trình thao tác, trong quá trình làm việc, thì bất kỳ thắc mắc nào, bất kỳ cái vấn đề nào thì chúng ta đặt câu hỏi với các đồng nghiệp khác sẽ dễ dàng tìm ra. Và tôi nghĩ rằng quan trọng nhất vẫn không thay thế được là cái làm pilot, thử một vài câu hỏi kiểm tra thử coi chúng ta có thể phân tích được hay không. Thì đây là tôi xin kết thúc cái bài báo cáo về cái bài câu hỏi bản thu thập số liệu.